Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Uống xăng và ăn điện, Trần Tuấn Anh, Trịnh Đình Dũng và Mai Tiến Dũng bị ngộ độc Tại kỳ họp lần thứ 34 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 12 Ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban, đã vân lệnh ông Nguyễn Phú Trọng Đưa tên ba nhân vật lớn ra kỷ luật Đó là ông Trần Tuấn Anh, trưởng ban Kinh tế Trung ương, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Ông Trịnh Đình Dũng cựu Phó Thủ tướng và ông Mai Tiến Dũng, cựu bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ. Ông Trần Tuấn Anh bị moi ra sai phạm thời ông này làm bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016-2021 với hai khuyết điểm. Một khuyết điểm liên quan đến xăng dầu và một khuyết điểm liên quan đến ngành điện. Xăng rất giàu dinh dưỡng nên các quan tranh nhau uống rồi ngộ độc. Về xăng dầu, ông Trần Tuấn Anh có liên quan đến việc ban hành cơ chế kinh doanh, điều hành nguồn cung ứng cấp phép kinh doanh xăng dầu quản lý sử dụng quỹ bình ổn giá lập thẩm định phê duyệt tổ chức đấu thầu thực hiện các dự án gói thầu do công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC thực hiện về điện ông Trần Tuấn Anh liên quan đến EVN trong đó có vấn đề ban hành cơ chế phát triển điện mặt trời điện gió và việc thực hiện quy hoạch điện điều chỉnh bị lên thớt lần này có Dương Quang Thành cựu chủ tịch tập đoàn điện lực Việt Nam. Ông Trịnh Đình Dũng, cựu phó thủ tướng chịu trách nhiệm liên đới với Bộ Công Thương, vì ông là thủ tướng phụ trách Bộ Công Thương, cho nên việc sai phạm của Trần Tuấn Anh không thể không liên quan đến Trịnh Đình Dũng. Hơn nữa, ông Trịnh Đình Dũng cũng có nhiều lần tại tiếng thời ông làm bộ trưởng Bộ Xây dựng, lúc đó có nhiều đơn tố cáo ông Dũng nhưng đều bị ém bởi lúc đó ông có quyền lực trong tay ông mai tiến dũng bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ là người giúp việc cho phủ thủ tướng ông là phụ tá cho nguyễn xuân phúc thời làm thủ tướng theo thông tin riêng cho biết lẽ ra ông nguyễn xuân phúc cũng dính đợt này nhưng ông trọng tha cho vì đã có thỏa thuận hồi đầu năm để ông nguyễn xuân phúc rút khỏi ghế chủ tịch nước chịu lên thớt thay cho ông nguyễn xuân phúc là ông mai tiến dũng ông trần tuấn anh trưởng ban kinh tế trung ương cựu bộ trưởng bộ công thương Lần này ông Nguyễn Phú Trọng cho lôi ra hàng loạt từ doanh nghiệp đến bộ công thương, cơ quan chủ quản của doanh nghiệp và lôi luôn cả chính phủ. Ở chính phủ, phó thủ tướng và bộ trưởng chịu trách nhiệm văn phòng chính phủ đều dính. Vẫn như mọi khi lần này ông Trọng lôi ra hàng loạt nhưng lại không moi ra trùm cuối. Đó là ông cựu thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Rõ ràng chuyện kỷ luật cũng được ông Trọng tạo vùng cấm. Và vùng này được hình thành không phải do ông Phúc là phe ta mà do đã được ngã giá từ trước hiện nay vấn đề xăng dầu và điện đang rất nghiêm trọng đã xảy ra từ nhiều năm qua bao lâu nay quỹ bình ổn giá xăng dầu cứ thu tiền rồi giữ ở đó chứ không chi bù vào giá xăng khi giá xăng tăng đây là trò móc túi toàn dân một cách trắng trợn dân đặt câu hỏi từ lâu nhưng nhóm lợi ích ngành xăng dầu và bộ công thương cứ trơ trơ này lòi ra là cả hệ thống thông đồng nhau từ doanh nghiệp đến Bộ Công Thương và đến cả chính phủ. Về EVN, Dương Quang Thành cho lụa tiền sang các công ty con, lấy tiền gửi tiết kiệm, rồi hạch toán lỗ cho tổng công ty để đòi tăng giá điện. Trò này bao lâu nay đã siết cổ dân và siết cổ doanh nghiệp, nhưng dân kêu gào thì có ai lắng nghe, bởi đã có sự thông đồng từ EVN đến Bộ Công Thương và cả chính phủ. Đó là còn chưa nói đến vấn đề xanh hóa ngành điện đang bị EVN cản trở, khiến nền kinh tế Việt Nam khổn đốn. Ông Trịnh Đình Dũng, cựu phó thủ tướng. Cả hệ thống lùa nhau uống xăng và ăn điện, để rồi bây giờ phải ngộ độc. Lẽ ra ông Trọng phải cho trảm những ông này khi họ còn tại chức để hạn chế hậu quả lớn cho cả xã hội và đất nước. Nhưng ông lại để mặt cho những con người này tàn phá nền kinh tế, sau đó thì ông mới phạt nguội làm thế thì làm sao tránh được hậu quả đây hả ông Tổng Bí Thư? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Uống xăng và ăn điện Trần Tuấn Anh, Trịnh Đình Dũng và Mai Tiến Dũng bị ngộ độc Ăn không chừa thứ gì của dân, bớt sáng cả miếng ăn của học sinh nội trú vùng cao. Những ngày vừa qua, mạng xã hội xôn xao với thông tin liên quan đến tình trạng bữa ăn bán trú không được bảo đảm của 174 học sinh người dân tộc thiểu số tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1. Báo Thanh Niên ngày 17 tháng 12 đưa tin, Lào Cai xác minh vụ học sinh bán trú thiếu thức ăn, dùng lá cây thay giấy. Bản tin cho biết lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai đang phối hợp với lãnh đạo chính quyền huyện Bắc Hà để kiểm tra và làm rõ tình trạng học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1. Theo đó, bữa ăn bán trú của học sinh ở đây không được đảm bảo về lượng và chất, có dấu hiệu bớt sáng khẩu phần ăn. Đặc biệt là tình trạng học sinh phải dùng lá cây thay cho giấy vệ sinh. Lào Cai xác minh vụ học sinh bán trú thiếu thức ăn, dùng lá cây thay giấy vệ sinh. Cụ thể trong bữa ăn sáng tại bếp ăn bán trú, theo quan sát của phóng viên, mỗi mâm có 11 trẻ em tranh nhau hai gói mì tôm nấu loãng chan với cơm. Dù tờ trên bảng thực đơn công khai tài chính có ghi rõ, 174 học sinh bán trú được hưởng chế độ ăn sáng mỗi em một gói mì tôm và một quả trứng. Người phụ trách bếp ăn của nhà trường cho biết tình trạng thiếu đồ ăn cho học sinh thường xuyên xảy ra, không chỉ bữa ăn sáng mà cả bữa trưa và bữa tối. Thức ăn cho học sinh thì rất sơ sài, chỉ có một ít giò thái nhỏ cùng với một nồi canh nấu lỏng bỗng, nhưng hiệu trưởng nhà trường thì vẫn cho rằng đó là đủ khẩu phần và đúng tiêu chuẩn. Trước đó, ngày 16 tháng 12, chương trình chuyển động 24 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam đã có một phóng sự phản ánh tình trạng bữa ăn và chất lượng cuộc sống của các em học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1. Theo phản ánh của các giáo viên trong trường cho biết thịt cá cho bữa ăn không đủ đã đành mà ngay cả những thứ thức ăn rẻ tiền như rau phục vụ cho bữa ăn của các cháu cũng ở tình trạng thối rửa, hư hỏng. Theo báo Thanh Niên, tình trạng này không chỉ là một vài ngày hay một vài tuần mà là tình trạng thường xuyên ở đây. Trong lúc đó, trên tấm bản công khai khẩu phần ăn treo tại nhà bếp vào ngày 14 tháng 11 do hiệu trưởng nhà trường phê duyệt ghi rõ Số lượng 14 kg thịt lợn, 11 kg xương trong khẩu phần ăn của ngày 14 tháng 11. Không hiểu số lượng thực phẩm được niêm yết đó đã được sử dụng vào việc gì hay chỉ là con số trên giấy. Hình ảnh trường tiểu học Hoàng Thu phố 1, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Vẫn theo báo Thanh niên, căn cứ nghị định số 81 của chính phủ quy định rõ, mỗi tháng học sinh bán trú sẽ được hưởng trợ cấp số tiền ăn là 720.000 đồng cùng 15 kg gạo. Như vậy, trung bình một tháng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1 được nhận số tiền hơn 125 triệu đồng để tổ chức bữa ăn bán trú cho 174 học sinh. Qua tìm hiểu của phóng viên thời báo d được biết, công tác giáo dục ở vùng cao hiện nay còn nhiều khó khăn. Chính sách của chính quyền Việt Nam được cho là đã có cố gắng chú trọng đến công tác giáo dục tại các vùng xa xôi hẻo lánh vùng cao nhằm giúp đỡ người dân tộc thiểu số có cơ hội học tập trong điều kiện khó khăn. Một nhà hoạt động xã hội ở Hà Nội, người đã nhiều lần tham gia công việc làm từ thiện cho các trường học ở vùng cao Tây Bắc, cho Thời báo chấm đề biết nhận xét của ông về việc học tập và cuộc sống của các học sinh vùng cao với điều kiện ẩn danh. Ông nói, cuộc sống của các cháu trên đó là hết sức khó khăn, mặc dù đã được nhà nước ưu ái hơn ở vùng xuôi khá nhiều các cháu được nhà nước nuôi xong chỉ ở mức độ ăn chống đói thôi chứ không ở mức đầy đủ. Bữa ăn của các em học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thủ Phố 1 có dấu hiệu bị bớt sáng. Ông còn cho biết thêm các trường nhánh ở các bản xa thì vô cùng vất vả, điều kiện cơ sở vật chất tạm bợ sơ sài. Lớp học mùa mưa thì dột, mùa đông thì rét, điều kiện của các thầy cô trong hoàn cảnh không có điện và thiếu nước sinh hoạt công luận thấy rằng vấn đề giáo dục được xem là chìa khóa để đưa miền núi tiến kịp với miền xuôi tuy vậy việc mang kiến thức lên vùng cao vẫn cần phải có sự nỗ lực nhiều hơn của nhà nước cũng như có sự góp sức của toàn xã hội nhưng việc không ít cơ sở giáo dục nội trú ở vùng cao để xảy ra tình trạng bớt sáng khẩu phần ăn của học sinh là điều phổ biến điều này cần phải được chấm dứt ngay quan trọng hơn cần có sự hỗ trợ nhiều hơn từ chính phủ chứ đừng để xảy ra tình trạng như giáo sư Ngô Bảo Châu từng nói sau chuyến đi làm từ thiện ở vùng cao những năm trước đây cho rằng trẻ con ăn không đủ no, áo không đủ ấm, sống như lũ thú hoang mà bỏ ra 1.400 tỷ để xây tường đài thì hoặc là khốn nạn hoặc là thần kinh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin ăn không chừa thứ gì của dân bớt sáng cả miếng ăn của học sinh nội trú vùng cao quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo d